không phải Eriksen, huấn luyện viên Ten Hag bất ngờ khen ngợi hai cái tên đặc biệt sau trận thắng Arsenal. Bất chấp áp lực ngày ra mắt và cái giá khổng lồ 100 triệu euro mà MU đã bỏ ra để chiêu mộ mình, Antony đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn trên sân Old Trafford. Tiền đạo người Brazil đã mở tỷ số cho Quỷ Đỏ bằng một pha lèn xuống dứt điểm kỹ thuật bằng lòng trong chân trái. Đầu hiệp 2, Antony được rút ra để nhường chỗ cho Ronaldo. Trong khi đó, Rashford thăng hoa sau giờ nghỉ, lập cú đúp với hai tình huống phản công chớp nhoáng, qua đó chấm dứt mạch 5 trận toàn thắng của đoàn quân huấn luyện viên Arteta. Nói với các học trò, huấn luyện viên Ten Hag hồ hởi cho biết, cả Rashford lẫn Antony đều đã chơi rất hay, là mối đe dọa chính trước khung thành của Arsenal. Tôi biết rõ cả hai sở hữu những kỹ năng tấn công tốt, sáng tạo và giàu tốc độ. Đây mới là lần đầu tiên họ chơi cùng nhau và màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Về phần Antony, chúng ta đã thấy được sự nguy hiểm của anh ấy. Tôi nghĩ MU thiếu đi một cầu thủ chạy cánh phải từ nhiều năm nay vì những nhân tố còn lại đều giống Sancho hay Rashford, thích hoạt động ở bên trái hoặc trung tâm. Giờ thì MU đã sở hữu một người chuyên đá phải, mảnh ghép còn thiếu trong đội hình. Với Antony, hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, cậu ấy sẽ còn tiến bộ nhiều hơn nữa. Tôi biết đây là ngoại hạng Anh, rất khác biệt so với giải Hà Lan. Antony có tiềm năng lớn và anh ấy sẽ còn chơi hay hơn ngày hôm nay. Thật vui khi chứng kiến Antony nổ súng ngay trận ra mắt. Nhận xét về Rashford, chiến lược gia người lá nói thêm: là một tiền đạo, Rashford rất tích cực pressing. Khi cậu ấy đến, cậu ấy đưa ra quyết định dứt điểm hoàn hảo. Bản thân tôi hạnh phúc vì đặt niềm tin vào Rashford.